Đã gần chục năm nay, hơn 20 hộ gia đình đang sống trong khu tập thể số 18 đường Hùng Vương thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu này đều không khỏi lo lắng. Hầu hết ở tất cả các căn hộ, từng mảng tường lớn bị bong ra, các loại thép bên trong cũng bị hoen rỉ vì quá lâu ngày. Theo phản ánh của người dân ở đây, đã từng xảy ra nhiều trường hợp từng mảng trần nhà và hành lang bị bong chóc rơi trúng đầu người dân. Hiện nay, tất cả các căn hộ nơi đây đều được gia cố theo kiểu chắp vá. Để an toàn hơn, người dân đã dùng bạt, tôn để đóng bọc lấy trần nhà. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, tình trạng khu tập thể này xuống cấp đã xảy ra từ nhiều năm nay. Sau khi đã làm việc với các chủ căn hộ tại đây, phần lớn nguyện vọng của họ là được bố trí căn hộ chung cư. Một số ít thì muốn được bố trí đất tái định cư, nhưng nguyện vọng này không được xét vì quỹ đất tái định cư đã không còn. Hơn nữa, chủ trương chung cũng không cho phép. Hiện Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ căn hộ phải nộp các loại giấy tờ liên quan, từ đó có cơ sở để báo cáo và chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố trong tháng 7 tới.